Dạ, đây là khu rừng tràm gần nhà em nay đã bị con người chỉ trong vòng một tuần lễ họ đã chặt phá sạch để chuẩn bị xây dựng nhà cửa. Thưa quý vị, nếu tiếp tục tàn phá thiên nhiên để xây dựng nhà cửa thì quả báo vô cùng lớn. Nếu mình có tiền của rồi thì mình hãy mua những khu rừng trồng cây tràm này thôi, kinh doanh cũng được, tới 5 tháng rồi mình khai thác. Còn bây giờ quý vị tàn phá, chặt bỏ cây cối, quả báo này vô cùng lớn. Đây, chỉ trong vòng một tuần lễ em đi lại đây và người ta đã khai thác sau Covid-19. Quý vị đang đô thị hóa, quý vị đang tàn phá cây xanh, nghiệp chướng này không thể hết được thì tương lai con em quý vị sẽ rất khổ đau. Dạ, em đang đối mặt với những khu rừng đang dần biến mất. Em cảm ơn nhà nước đã thấy được những cái hoạt động bảo vệ thiên nhiên của em, phóng xanh đúng cách. Rồi bây giờ kiểm soát lại cái việc đánh bắt hải sản tốt rồi. Trong năm 2022 thì sẽ triển khai. Nhưng mà những cái khu rừng đất tự nhiên nè, đất rừng thiên nhiên, người ta khai thác, người ta biến nó thành đất của người ta. Dạ, trong những cái năm mà ở ngoài Bắc di cư vào Nam, rồi họ khai hoang và biến đất đai thành nhà cửa của họ. Và đất rừng á, chỉ bị biến thành nhà cửa khi có bàn tay con người chặt phá đi thiên nhiên. Dạ, nếu chúng ta có tiền của thì chúng ta muốn có phước báo nhiều thì phải bảo vệ rừng. Dạ, không bảo vệ rừng mà cứ tàn phá như thế này, đời sau con cái không hưởng được. Những cây cối trong này, những cái loài sinh vật sống trong này, nó tạo ra hệ sinh thái cho con người được sống trong môi trường lành mạnh, khỏe khoắn, khí oxy trong lành. Cứ xây dựng nhà cửa thì không khí nó không còn trong lành, con người cứ hít thở những cái mùi không khí ô nhiễm á, thì sẽ làm cho thân thể quý vị èo ụt, đời con cháu quý vị không có khỏe mạnh, đầu óc thì bị mê muội bởi những thứ vật chất. Dạ, khu rừng rất đẹp mà bị tàn phá như vậy. Khúc trên này là đất xào, đất mẫu, Long Thành. Liên hệ 0977 393 368. Mình mua đất này về mình xây dựng nhà cửa, mình tạo nghiệp bất thiện với thiên nhiên và động vật, quả báo của mình lớn lắm. Mình xài xong rồi á, mình phải làm thân côn trùng lại để trả nợ cho cái thế giới này. Dạ, không có sung sướng gì đâu thưa quý vị. Bán đất nè, bán đất rất là nhiều. Người ta bắt đầu mua đất, xây dựng nhà cửa khắp nơi, đô thị hóa. Phía này, phía này. Phía này, let's go. Dạ, đây là một con chó hoang dã, chó cá của em mà nay em dắt nó đi vô trong đây, nó thấy con người nó hoảng loạn luôn. Nó chỉ ở trong rừng thôi, trong những cái khu rừng mà tụi em đã từng đi qua. Trong vòng 5 tháng mà bắt đầu đô thị hóa nè, xây dựng nhà cửa lên. Nên qua năm 2022 mà nhà nước bảo vệ thiên nhiên động vật trong rừng ngập mặn tốt rồi á. Đó, phía này nó đi lại cái khu rừng này mà bây giờ nó nhìn vô không còn rừng để đi nữa, đúng không phía này? Xong rồi đó con. Con người là như thế đó. Phía này đi, this way. Con người tàn phá hết thiên nhiên nên dịch bệnh sẽ không bao giờ mà có thể tiêu trừ được. Nhà cửa con người cứ xây riết, mặc dù con người cứ sinh ra và chết đi, nhưng mà nhà cửa thì họ vẫn cứ xây. Và khi đã xây rồi thì không thể khôi phục lại thiên nhiên được nữa, mất hết môi trường sống rồi. 100 năm sau,
chưa chắc có thể khôi phục lại được. Những cái đa dạng động thực vật, cây cối mất hết. Dạ, đi ngoài đường nắng rất là nóng. Nhưng mà vô đây á, thì có những cái cây che mát cho mình á. Thôi, giống như là mình đi vô một cái thế giới khác vậy. Nên con người cứ chặt cây để xây nhà, làm cho trái đất nóng dần lên quý vị. Nó khủng khiếp lắm. Tương lai của chúng ta đang bị đe dọa bởi những cái người còn thiếu trí tuệ á. Bởi vì cái luật thuế mà đất đai nhà cửa phải nâng lên mạnh lên, làm giống như bên Mỹ đó, để cho người ta hạn chế cái việc xây dựng nhà cửa. Và những cái khu mà ở trong căn hộ đó, cần phải được đánh thuế nhiều hơn nữa. Chủ yếu là chúng ta bảo vệ được rừng để hạn chế người ta xây dựng nhà cửa ra bên ngoài. Nếu người ta mà bảo tồn rừng á, người ta mua đất đai để làm rừng á, thì nhà nước phải khuyến khích cho người ta nữa, là không có đánh thuế người ta. Còn những người xây nhà lên là phải đánh thuế chặt lên. Mới cứu được thiên nhiên. Dạ, chỉ có cách đó thôi. Không thì vài năm nữa lửa nó thiêu đốt cháy da cháy thịt mọi người hết. Khủng khiếp lắm. Anh ơi, lên đây. Phấn này đi nửa đường với tôi đã bị lạc rồi. Con sẽ đi tìm phấn này được không? Còn ai đi theo tìm phấn này nữa? Lucky, Happy, hai đứa lên đây. Đi tìm thằng anh nhát cấy của tụi con à. Thử thách thần thú bảo vệ thiên nhiên. Mà đi trong thiên nhiên với Tion thấy con người sợ quá bỏ chạy. Và thấy là lạc. Bây giờ hai anh em, ba anh em sẽ đi. Lucky, Happy, Honey, let's go. Lucky, Happy, Honey, đi đường này. Vô đây. Đi. Đi tìm phấn này về. Vì quá sợ người nên bạn ấy đi ra con đường này, gặp con người sợ quá nên đã chạy vô một cái lùm cây để trốn rồi. Giờ phải cho các anh em thần thú khác đi kiếm, cho mấy đứa nó tập luyện. Chúng ta bảo vệ ở dưới sông đã xong, nhà nước đã quan tâm rồi. Bây giờ chúng ta tới bảo vệ rừng. Đây là tới lúc các chó cá của tôi, các thần khuyển của tôi phải phát huy cái khả năng giải cứu rừng nhiệt đới để giúp con người thoát khỏi những đại họa sắp tới trong tương lai về biến đổi khí hậu. Phấn này đã tạo điều kiện cho chúng ta đi qua một rừng cây gió đã bị san bằng. Dạ, đây là cảnh tàn phá thiên nhiên. Đó. Phấn ơi, đi qua đây nè anh em. Rồi, coi ai sẽ là tìm được phấn này trước tiên. Vô đi. Đi tìm phấn này đi, mấy đứa. Rèn luyện kỹ năng đi. Phấn ơi. Đi tìm phấn này đi tụi con. Đó. Phấn ơi, đi tìm đi. Rác thải của con người
quá ư là nhiều. Con này đâu rồi? Đánh hơi phấn này đi con, vô đây nè. Chia lùng phấn này đi tụi con. Đây là rác thải nhựa, đủ thứ linh tinh mà người ta đã vứt ra thiên nhiên. Có thấy phấn này không? Yeah. Phấn này đang lẫn trốn. Phấn này, tình hình là thần thú chó cá phấn này đã bị lạc mất vì sự nhút nhát, sợ hãi, lẫn trốn con người và không lắng nghe lời tiên cá Tiun. Em ấy đã tự lìa xa cảnh giới của một vị thần, còn nhút nhát là còn đi vào cảnh giới của ma quỷ. Thử thách bạn chó hinh này thành công. Phấn này thì chưa, sự nhút nhát đã làm cho phấn này không thể ở bên Tiun được. Thử thách bây giờ khó hơn rồi. Bắt đầu làm nhiệm vụ ở trên bờ rồi. Nhưng phấn này không vượt qua được. Bây giờ phấn này sẽ tìm cách để quay về nhà mà không có sự trợ giúp của các thần thú đi kiếm. Phấn này đã đi đâu đó rồi. Thế đấy. Phóng xanh chó. Thử thách đã xong. Phấn này đã về nhà còn trước cả Tiun nữa. Mà nó còn đi bơi một chuyến rồi nó mới chịu về nhà đó. Người nó ướt đó. Thế mới là thần thú. Thần thú nó luôn có sự lựa chọn đúng đắn. Mà tiên cá cũng phải bó tay. Có một con còn ngu ngu, đó chính là con rê ba chân mà thích thể hiện. Đi về. Này chưa được lên cảnh giới thần thú, nó còn đang là quỷ thú thôi quý vị. Ác thú đang được huấn luyện làm thần, đang ở trong trạng thái gọi là thần kinh. Hey, đi vô nhà. Hai má con ba chân, đứa cục chân trước, đứa cục chân sau. Về đóng phim được luôn á. Không có con chó nào mà nhà nào mà có con chó quái đản như vậy. Những con chó quái đản và những con chó kỳ lạ. Đó. Con cục chân trước, con má cục chân sau. Hai má con. Con bị la thì con chửi con má. Nó làm như nó vô tội. Ai ngờ tụi nó vô số tội đúng không Honey? Đây. Tội đồ là bị cột, tội đồ là bị cột. Ngồi trong thau nước. Dọc mấy con tôm ra ăn. Lá rụng ba tàu á. Cái bình nó để đó nó vứt cho mà gãy luôn. Mới lâu vứt ngay đó luôn kìa. Dạ. Yeah. Cái bình để đó cũng không thấy nó. Không bể bình thôi. Có cái mai đỡ. Cái thôi là cũng xuống đầu. Dạ đây là đồ ăn của rái cá thưa quý vị. Mấy thần chó đi mua đồ ăn về để cho thần rái cá ăn á. Mới đi ra chợ mua đồ ăn về thấy cảnh đô thị hóa xung quanh đây dữ quá rồi. Nhà cửa mọc lên như nấm nữa. Hết Covid là xây dựng về ở liền. Khủng khiếp lại liền. Tội ác lên liền.
Đó. Đồ ăn của rái cá là bị con người giành ăn hết luôn. Muốn kiếm đồ ăn của rái cá ra chợ kiếm.